Ngày hôm nay thì khách mời của chúng ta là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, rất dễ thương và mới cho ra mắt một sản phẩm mà cũng đầu tư rất là công phu. Hồi xưa thì chương trình cũng đã trò chuyện với nữ ca sĩ này rồi, nhưng mà chỉ qua điện thoại thôi. Vì hồi đó thì cũng liên quan đến Covid một chút xíu cho nên là cũng không có tiện gặp mặt, và ngày hôm nay là lần đầu tiên gặp gỡ nữ ca sĩ này. Dương Hoàng Yến. Chị ở ngoài thì có vẻ xinh hơn MV nhỉ? Hình như là MV hơi bị dịm hả? Em cố tình là em làm xấu mình ở trong MV. Dạ không, mà thường mọi người cũng hay bảo em là không ăn hình gì ạ. Vậy hả? Thường thành ra là nhiều khi ở ngoài có thể là trông mình vừa vừa, nhưng mà lên hình lúc mà cũng bị cộng thêm 5 cân, cũng thấy mình mập mạp hơn. Xong rồi là không biết là sao có những cái góc làm mình cảm thấy là trông mình cũng lên trên hình cứ bị thấy già dặn á. Chứ nó ở ngoài thì mọi người cũng còn nói cũng trông trẻ hơn thôi trên hình. Chị xem MV thì đúng là chị thấy là khá là trưởng thành á, Dạ. nhưng mà cũng như là không phải là chỉ trong MV, trong cái sản phẩm, ví dụ như hồi đó xem Sao Nhập Ngũ cũng Dạ. thấy là kiểu một phần là tính cách, Dạ. cũng với lại có thể là do mình không ăn 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 hình lắm á, chứ còn bên ngoài mình nói ủa bé này còn nhỏ xíu 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 xíu, xíu à? Giống như là tầm 20, Ôi 22 trời ơi, thiệt. thế thì hơi quá chứ. Không, thật mà. Em nhiều khi cũng mong vẫn đang ở tuổi đấy lắm đấy, nhưng bây giờ là không. Bây giờ mới đến cũng đầu ba. Nói tới chỗ đó tự nhiên mình hơi bị ngập Ồ ngừng. Nhưng mà không, mình đang nói về giao diện thôi, còn tuổi nói dẹp qua bên đi, giờ ai để ý tuổi chung nữa. là quan trọng mình nhìn mình như thế Đúng nào, chứ rồi, không phải quan quan trọng trọng nhìn tuổi. mình đó. Vâng. Yến hoạt động âm nhạc khá là chăm chỉ, thấy Dạ. là ra sản phẩm cũng rất là thường xuyên, nhưng mà với cái sản phẩm này thì có vẻ như mình đánh úp hơi hoành tráng một chút xíu, Yeah. thì có một cái điều gì đó đặc biệt với cái sản phẩm lần này so với các sản phẩm khác không? Sản phẩm lần này là sản phẩm mà Yến đầu tư nhất từ trước đến giờ, và mọi người có thể thấy là sản phẩm lần này là Yến đã ấp ủ rất là lâu, cũng phải gần 2 năm từ lúc mà lên ý tưởng, xong nhạc sĩ Hà Anh đã sáng tác ca khúc Cân Cả Thế Giới này. Tức là cái đây là dự án mà tiếp nối với cả dự án Xe Anh Đến Đâu Em Theo Đến Đó mà Yến đã ra mắt vào năm 2021, và làm MV đã thực hiện cùng với cả những người đồng đội của mình trong chương trình Sao Nhập Ngũ đó. Và đến bây giờ thì vẫn tiếp nối với chủ đề đó, là một ca khúc vui tươi, một ca khúc có cái năng lượng tích cực với một tình yêu đẹp. Thì lần này Yến đã có rất là nhiều những cái mà Yến đầu tư và Yến tâm huyết vào sản phẩm lần này, bởi vì sản phẩm lần này là sản phẩm mà hoàn toàn là mình đã bỏ tiền túi của mình ra, và không có nhà đồng hành và không không có bên tài trợ đồng hành cả. Ý là trước cái sản phẩm này á, là sản phẩm nào người ta cũng tài trợ hết, không cần bỏ tiền đúng À không, cũng cũng có những sản phẩm là Yến có Yến không? Yến có một vài sản phẩm là có nhà đồng hành tài trợ, còn có những sản phẩm là cũng không có. Mọi người có thể xem thì mọi người sẽ biết. Và những sản phẩm đấy là gần như là lần nào Yến cũng là Yến là tự sản xuất. Vậy thì cái sản phẩm lần này á, là do mình sợ cái yếu tố tài trợ nó ảnh hưởng đến cái phần xem của khán giả, hay là có lý do gì? Dạ, Tức tức là là sản phẩm lần này là mình tự mình bỏ tiền đúng không? vâng. Tức là mình không kêu gọi tài trợ, hay là bây giờ cuộc sống khó khăn quá, nhà tài trợ ép quyền lợi nhiều quá cho nên mình thấy không thỏa đáng, hay là sợ khán giả coi thấy brand trong khung hình? Dạ không có, cái này là ý định ngay ban đầu của Yến. Mặc dù nhiều nhiều lúc là ekip cũng nói là hay là bây giờ cũng kêu gọi thêm tài trợ và cho MV, nhưng mà Yến lại thế là thôi, Yến muốn là mọi thứ hoàn toàn là mình sẽ chủ động được tất cả mọi thứ trong cái MV của mình. Và lần này mình muốn là giành được mọi những cái điều tâm huyết của mình trong MV này, thì Yến nghĩ là khi mà Yến làm cái điều đó thì mọi người sẽ cảm nhận được. Mọi người xem MV sẽ thấy là hoàn toàn là không hề là có nhà đồng hành tài trợ nào cả, mà mình sẽ làm trên một cái là mình một cái gắn đúng cái hình ảnh là chị Du Hoàng Yến thôi. Từ trước giờ Kim Thanh dán nhãn trong đầu mình á, Dạ. Dương Hoàng Yến á, cho dù cái kiểu thể hiện ra bên ngoài như thế nào, nhưng mà kiểu như là những cái hình ảnh hoặc là những cái hoạt động của Yến á, là mình cảm nhận đây là một cô gái có thể là mạnh mẽ, nhưng mà kiểu như là vẫn cần một cái bờ vai nào đó để mình nương tựa. Nói chung là cái sự nữ tính của Yến vẫn thể hiện rất là rõ, ngay cả những cái lúc mà bạn tỏ vẻ mạnh mẽ nhất.
Nhưng mà với cái sản phẩm lần này thì thấy superwoman quá. Thực ra là Yến nghĩ thế này. Mọi người có thể thấy là trong lời bài hát thì là em nguyện làm hậu phương cho anh mãi, đúng không ạ? Thì nhưng mà hậu phương là... cái nư của hậu phương hơi kỳ. Hậu phương ngày trước thì mọi người sẽ nghĩ là sẽ ở nhà chăm lo chu đáo chu toàn cho gia đình của mình. Nhưng hậu phương ở thời điểm thời buổi hiện tại này thì sẽ là vừa là giỏi việc nước, đảm việc nhà này, rồi cũng giỏi cả công tác xã hội nữa. Thì Yến nghĩ là đó là cái điều mà Yến muốn mọi người nhìn thấy, là khi mà cái sản phẩm này Yến làm ra, đó chính là mang lại cái tinh thần là tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, là không những là rất là chu đáo chăm lo cho gia đình của mình mà còn giỏi những công tác xã hội nữa. Chị thấy giỏi gì rất mệt là nhiều lắm. Nữa không, chị thấy gì mệt lắm, cái nào nói với chuyện cái thôi à, còn gì mà tùm lum á, mà vừa nhà vừa nước rồi xong rồi còn bảo bọc lại người mình thương như thế nữa, rồi quanh tạc đầy đủ phương hướng như vậy thì rất là mệt. Thì người phụ nữ bây giờ là nữ quyền mà chị. Vậy là muốn trở thành nữ cường phải không, cường phải không? Em bên ngoài mình phải là người vậy không? Dạ. Bên ngoài của Yến phải vậy không, phải giống cái cô đó không? Bên ngoài thì em lúc này lúc kia chị ạ, lúc thì em thấy em rất là mạnh mẽ, lúc thì em cũng cảm thấy có những lúc em yếu đuối. Và em thấy là mình thôi thì mình cứ đan xen giữa hai cái đấy, bởi vì có những lúc mà mình cũng cần yếu đuối thật, có những lúc thì mình lại cần phải mạnh mẽ, để ví dụ mà có những ở trong cuộc sống của mình xảy ra chuyện chuyện kia thì mình phải có đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để mình vượt qua được chứ, những câu chuyện như thế. Những câu chuyện như thế, nhưng mà cũng có những lúc mà đôi khi một mình thì mình sẽ hơi yếu đuối hơn. Nhưng mà ở bên ngoài thì tóm lại mình vẫn là một người theo trường phái cá tính mạnh mẽ đúng không? Cũng không cá tính đến mức đấy đâu ạ. Mà chỉ là nhìn bên ngoài là thấy là quan trọng nhất, Yến nghĩ là nó là cân bằng cuộc sống ấy chị. Em nghĩ là mình cứ cân bằng thôi, bởi vì là đâu thể lúc nào mình phụ nữ mình cũng phải gồng lên, mình mạnh mẽ được. Cũng phải có những lúc mình cảm thấy là mình cũng phải yếu đuối một chút. Yêu đúng một chút thì lúc ấy lại cần một bờ vai dựa vào. Ví dụ như là xảy ra một cái sự kiện gì đó đúng không, là người yêu sẽ là người đứng ra xử lý cái việc đó, hay Yến nói để em lo cái này em cân được. Thật ra là tùy ạ. Tùy hả? Tùy hoàn cảnh, bởi vì là cái mình nghĩ là việc gì mà mình làm được thì mình sẽ làm. Còn lúc mà mình không làm được thì mình lại nhờ mình nhờ người khác làm giúp cho mình, hoặc là làm thế nào để mình xử lý mọi thứ để giải quyết được. Tại vì mình thấy là nam giới đó có những người là thích trường phái là phụ nữ yếu đuối để người ta bảo vệ, nhưng mà cũng có những anh thì thích phụ nữ rất là cá tính. Ở bên em anh được an toàn. Thế ạ? Không nói thì thôi, nhưng mà Yến vẫn thích là ví dụ mà ở bên cạnh người đàn ông mình phải yếu đuối. Mình đừng có mạnh mẽ quá. Đúng rồi, mạnh quá mệt lắm, gồng quá nó cũng đúng mệt. Rồi, đúng rồi. Thì bỗng dưng người đàn ông lại thấy là như thế, thì nếu mà cô ấy mạnh mẽ quá thì lại không cần chỗ dựa nữa thì sao? Thế thôi, tất nhiên là lúc này lúc kia, lúc nào cần yếu đuối thì sẽ yếu đuối. Có lúc nào cần mạnh mẽ thì sẽ mạnh mẽ. Nhưng mà chị nghi là Hà Anh sáng tác này là Donny đóng giày cho em. Dạ. Tác giả bạn. Tác giả à? Thật ra là anh ấy đã theo sát từ cái dự án Xe Anh Đến Đâu Theo Đến Đó rồi. Thì ngay sau đấy, sau thành công của ca khúc đó thì cả ekip và anh đã nối tiếp làm sản phẩm tiếp theo này, và em cũng vừa chia sẻ từ đầu chương trình là sản phẩm này đã ấp ủ được gần 2 năm nay rồi. Đó từ cái thời điểm mà ra mắt bài hát Xe Anh Đến Đâu Theo Đến Đó. Thì xong rồi đến bài hát này. Thì đương nhiên là phải Donny đóng giày cho em rồi. Thì đó, kiểu như mình nói một cái đó giống như là những điều mà Yến nói á. Dạ. Thì mình nghe nó rất là nghệ thuật và nó mỹ miều. Dạ. Mà bây giờ ví dụ mình nói hơi quạch tẹt một chút xíu là thì ảnh cũng sáng tác, ảnh làm việc chung, ảnh biết cái nư rồi. Dạ vâng. Cho nên là ảnh sáng tác ra đúng bài cho mình. Đúng rồi. Đúng cái nư của và mình. Và được cái là bài hát này thì có rất là nhiều những cái mà phải nói là cũng không dễ dàng ngay từ ban đầu. Bởi vì khi mà các khúc này sáng tác thì anh ấy đã sáng tác vào thời điểm đang dịch Covid. Thì bọn em cũng ban đầu định làm sẽ đã ban đầu là có một cái bản ballad cho bài hát này rồi. Và cũng định làm MV trên bản đó, nhưng mà thời điểm dịch Covid thì không quay được và không thể nào làm gì được. Rồi cho đến lúc mà hết thời điểm dịch Covid thì bắt đầu là mọi người đi làm bình thường và tất cả mọi thứ là bắt đầu mình có thể trở lại công việc của mình. Nhưng mà khi trở lại thì cái lúc đó cái phần lời đầu của các khúc ấy, tức là phần verse, thì nó không còn phù hợp
ở cái hoàn cảnh là không, tức là lúc đó là hết dịch Covid rồi, thế nên là sau đấy thì ekip là đã phải sửa lại lời của ca khúc, là phần điệp khúc vẫn giữ nguyên, còn phần đầu là có sửa lại lời và cái phần melody thì mãi sau đây là em là người sửa lại cái phần melody đó. Đấy, thế nên là ca khúc này cũng rất là gian truân ạ. Qua rất là nhiều khâu, cũng là thay đổi kịch bản, thay đổi MV và thay đổi luôn cả chất nhạc nữa, cả style nhạc, là ban đầu đang là sẽ làm bản ballad và sau đó là quay luôn 180 độ, là quyết định là bây giờ đã hết dịch rồi thì không thể nào mà cái bản ballad còn phù hợp ở thời điểm hiện tại nữa. Thế nên là mình sẽ kết hợp cùng với cả nhà sản xuất D-Tap để làm nên một bản phối mới, khoác một cái bộ cánh mới cho ca khúc này. Và bỗng dưng là mình kiểu mình thay đổi hoàn toàn luôn. Và MV này cũng cũng rất là nhiều những cái khó khăn, như là ban đầu đáng lẽ ra là sẽ là quay 2 ngày ở Hà Nội. Nhưng mà lúc đó thì thời tiết nó xấu, thời tiết không thuận lợi cho ekip quay, thế nên ekip quyết định là chỉ quay 1 ngày thôi, và còn 1 ngày còn lại thì mình sẽ quay trong Sài Gòn. Đó, thế là MV này phải nói là đến bây giờ khi mà đến thời điểm đã ra mắt được rồi thì em mới cảm thấy là nhẹ nhõm. Kim Thanh hơi bất ngờ khi thấy Yến kết hợp với D-Tap. Dạ. Tại vì trước đó mình cứ thấy nhẹ nhàng, dễ thương, thanh thoát, cái style đó thì nó hơi khác với D-Tap. Thì đó là cái nhất. Cái thứ hai là cái này là mình biết cũng không phải là một cái signature của riêng ai, tại vì nó là một cái văn hóa của vùng miền luôn. Nhưng mà kiểu trang phục như vậy mà lại kết hợp với D-Tap á, rất là người ta nghĩ tới Hoàng Thùy Linh. Hoàng Thùy Linh cũng mặc đồ như vậy này kia, đó không phải là đồ của Hoàng Thùy Linh mà đó là đồ truyền thống của khu vực đó, đúng không? Thì Yến là cũng như vậy thôi, nhưng mà Kim Thanh nghĩ là chắc nhiều người cũng sẽ đặt câu hỏi này đó. Thật ra là mọi người hãy xem MV đi, thì mọi người sẽ thấy là từ ý tưởng âm nhạc thì coi rồi đó. Nhưng mà chắc chắn là người ta thấy bộ đồ người ta hỏi. Chỉ là cái hình ảnh Tây Bắc thì đương nhiên Yến nghĩ là không chỉ Yến nghĩ là sẽ có rất là nhiều nghệ sĩ đã làm hình ảnh Tây Bắc rồi, và mỗi người sẽ đem lại một cái giá trị nghệ thuật riêng cho khán giả. Vì Yến nghĩ là ai, tức là tất cả nghệ sĩ ai cũng được mọi người lấy, có thể là cùng một cái hình ảnh như này, nhưng mỗi sản phẩm mọi người đem lại một cái giá trị khác nhau, đem lại một cái gọi là gì, cái năng lượng nó khác nhau, thì khán giả sẽ cảm thấy là xem sẽ không bị giống một chút nào cả. Thì Kim Thanh thấy là đúng là nó khác, nó không có giống với cái concept của Linh, nhưng mà kiểu gì á là giống như người ta dán nhãn á. Cái người mà thành công mà cái mặc cái bộ đồ đó, xong cái những người khác mặc bộ đồ, mặc dù đó là bộ đồ của một cái vùng chứ không phải là của một cá nhân nào, nhưng mà Kim Thanh nghĩ là cũng sẽ nhiều người sẽ đặt vấn đề đó đó. Thật ra em nghĩ là quan trọng nhất là mình đã cống hiến và mình đem lại giá trị gì thôi. Và em nghĩ là mỗi một tác phẩm sẽ đem lại một cái giá trị khác nhau. Đúng không chị? Bởi vì là từ nội dung MV này, nội dung ca khúc đã khác nhau rồi. Đó. Thế nên là em thấy là trước đây cũng rất nhiều người nghệ sĩ đã làm hình ảnh Tây Bắc rồi. Và mình cũng đương nhiên có thể là vì là mọi người thấy khi mà kết hợp với cả D-Tap thì sẽ kiểu gì thì kiểu mọi người cũng sẽ liên tưởng kiểu đến cái hình ảnh ấy đó. Tính chất bất cầu. Đúng rồi, nhưng quan trọng nhất em nghĩ là đó là cái phần cống hiến của mình thôi, và mọi người nếu mà cảm nhận được cái giá trị, cái năng lượng tích cực trong bài hát này đem lại cho mọi người thì đó là cái thành công của mình. Và Kim Thanh nghĩ là mọi người nếu mà có so sánh thì cũng hay, tại vì một cái sản phẩm mà gây được cái sự chú ý bàn tán của mọi người thì chứng tỏ là một cái sản phẩm cũng thành công. Chứ còn nếu mà mình làm không ai để ý, không ai nói gì mệt lắm, đúng không? Quan trọng nhất là hiệu quả để sản phẩm mang lại như nào vậy ạ? Đấy, vâng. Và bàn tán là và chú ý, nhưng mà nếu mà sản phẩm bàn tán mà được mọi người tức là trộm vía, được mọi người phản hồi tích cực thì đó là cái niềm hạnh phúc của ekip rồi. Trời ơi, ekip này có làm gì tiêu cực đâu trời. Ekip này tôi thấy là kỹ chết luôn mà. Kỹ lắm chị ạ, trời ơi, em đến bao nhiêu ngày tháng mới ra được bài. Thì đó, Yến mà từ trước giờ là thấy những cái sản phẩm Yến làm ra mình cũng biết là như thế nào rồi. Đó. Mà lần này thì tâm huyết rất là dữ cho nên là thấy làm ì đùng hơn những lần trước. Thôi chắc là bây giờ để Yến trò chuyện với fan đi ha. Dạ. Yến ha. Alo. Dạ, xin chào ạ. Bạn ơi, tên gì bạn ha? Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Em chào chị Yến. Em tên là Nguyễn Ngọc Thanh Vi. Em đến từ Long Xuyên, An Giang và hiện tại đang là học sinh lớp 12 ạ. Wow, năm mới tốt nghiệp á. Giờ học có vất vả lắm không Vi? Dạ, có ạ. Dạ, có thời gian giải trí nhiều không? Dạ,
Đa phần thời gian giải trí sẽ dùng để nghe nhạc của chị Yến hoặc là xem các show cũ của chị Yến ạ. Cảm ơn. Công nhận câu trả lời xuất sắc, 10 điểm ứng xử em ơi. Rồi Vi nói chuyện với Yến đi nè. Dạ. Em chào chị Yến ạ. Ừ, chào em Vi. Có một vài câu hỏi muốn hỏi chị á. Thì sau Cơn Cả Thế Giới thì những dự định hay những dự án sắp tới của chị sẽ như thế nào vậy ạ? Chào Vi, rất là cảm ơn câu hỏi của em. Thì em có thể thấy là bài Cân Cả Thế Giới cũng là một cái hình ảnh gọi là lột xác của chị Yến đấy, vì là chị đã bắt đầu thay đổi hình ảnh và chị muốn mọi người nhìn ở mình một những cái hình ảnh nó mới hơn, khác lạ hơn. Thì sau Cân Cả Thế Giới thì sẽ còn khác hơn rất nhiều nữa, vì là chị thấy là cái thời điểm này đang là cái thời điểm mà chị rất là muốn là được cống hiến nhiều hơn này, và được chăm chỉ hoạt động nghệ thuật nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả quý vị khán giả, những người đã yêu mến âm nhạc của Du Hoàng Yến sẽ cảm thấy là không cảm thấy thất vọng khi mà Yến bây giờ đã chăm chỉ hơn ngày xưa rất nhiều rồi. Từ trước giờ là em có thấy là Yến không chăm chỉ không Vi? Dạ không à, Yến cũng chăm chỉ hết á. Rất chăm chỉ, nhưng mà ngày xưa là chăm chỉ là tức là mình ra bài nó hơi lâu. Mình ôm bài mỗi lần ra bài nó hơi lâu. Thế nên là bây giờ là sẽ cố gắng để ra nhiều hơn. Cái này là mình đâm ban chút xíu nha Vi. Tức là bây giờ là tiền nhiều hơn á. Tại vì ra sản phẩm nhiều hơn là phải có tiền mới làm được. Chứ bây giờ là không bột thì sao gột nên hồ. Thật ra là tiền là sẽ là ngày trước đây là mình cái lúc mà ra ít sản phẩm mà là đang phải đi gom. Đang phải đi làm kinh tế. Thế nên bây giờ là bắt đầu là phải đầu tư nhiều hơn. Rồi, thôi Yến nói sao mình nghe vậy đi, hỏi tiếp đi Vi. Dạ thì sau chương trình Sao Nhập Ngũ thì chị Yến có dự định tham gia những cái show thực tế nào kiểu giống như vậy không ạ? Chị rất là thích game show truyền thực tế như thế, và chị nghĩ là nếu có một game show nào đó mà hợp với chị thì chị sẽ tham gia. Rất là thích luôn á, rất là thích tham gia những truyền thực tế mà kiểu không liên quan đến âm nhạc. Em hãy chờ đón xem nhé. Chị chắc chắn là sẽ tham gia một chương trình nào đó, nhưng mà phải thêm một chương trình nó phù hợp với mình. Mà Vi thích Yến tham gia kiểu chương trình như thế nào Vi ha? Em thì chị Yến tham gia chương trình nào thì em cũng thích xem cả, nhưng mà miễn là chương trình nào chị Yến được thỏa sức là chính bản thân mình thì sẽ rất là vui ạ. Trời, bé này sau này làm celeb mới được. Tại vì em trả lời đường nào cũng đúng hết trơn hết à. Em trả lời thật lòng em muốn gì đi. Đâu, em trả lời thật lòng mà. Rồi, tức là bây giờ miễn có mặt Yến vô là được rồi đúng không? Wow. Dạ đúng ạ. Trời, bé dễ dãi. Dễ thương ghê, dễ thương. Cảm ơn em, ủng hộ chị nhá. Thực ra nhiều khi có những chương trình kiểu mình tham gia mình cũng sợ không biết là có phù hợp hay không, nhưng mà quan trọng là khán giả ủng hộ là cảm thấy vui rồi chị ạ. Nhưng mà Vi nghĩ là Yến phù hợp chương trình kiểu gì? Em nghĩ là kiểu sẽ phù hợp với 2 ngày 1 đêm chăng? Wow, 2 ngày 1 đêm. Trời ơi, bật mí cho em là có một tập 2 ngày 1 đêm đã mời chị, nhưng sau đấy là chị lại bận show diễn á, thế là lại không tham gia được, rất 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 là tiếc. Rất là mong trong mùa tiếp theo là mình sẽ có mặt. tiếc thật ấy. Quá tiếc luôn, tiếc lắm. Trời ơi, chị thích chương trình này lắm á. Nhưng mà không thể bỏ diễn được, đền hợp đồng em. Đúng rồi. Nó lỡ rồi biết sao giờ, chờ là mùa tiếp của 2 ngày 1 đêm đi. Rồi. Mong là sẽ được vào chiến trên 2 ngày 1 đêm ạ. Cảm ơn em Vi rất nhiều. Rồi, mình còn muốn hỏi gì đâu không Vi? Một câu hỏi về diễn xuất của chị Yến à. Thì em biết đến chị Yến qua phim Pháp Sư Mù của anh Quỳnh Lập ấy. Thì sau Pháp Sư Mù thì chị có ý định nào về việc diễn xuất tiếp hay không ạ? Hay là chỉ làm âm nhạc thôi? Chị nghĩ là tất cả mọi thứ nó là một cái duyên ý. Thì chị thấy sau cái vai diễn ở trong phim Pháp Sương Mù thì chị thấy rất nhiều khán giả có comment để lại là chị diễn xuất tức là mọi người cũng mong chờ là chị có sẽ có những cái vai diễn tiếp theo ấy. Nhưng mà chị nghĩ là mọi thứ cứ để một cái duyên đi, tùy duyên đi. Và bây giờ trước mắt thì chị hoàn toàn là tập trung vào sản phẩm âm nhạc của mình. Và nếu mà sau này có một cái cơ hội nào đó mà mình có một cái duyên mà đến với điện ảnh thì biết đâu đó thì chị sẽ thử sức.
Rồi sao Yến à? Ừ, Em alo. cũng rất là mong sẽ được gặp Yến trên lĩnh vực diễn xuất thêm một lần nữa. Ừ, nhưng mà chị sợ, chị nhiều khi chị đôi khi có những lúc mà cái những vai nhỏ nhỏ mình thử sức thì mình còn thấy tự tin ý, không biết là đến lúc mà nhận cái vai mà lớn lớn hơn thì không biết còn tự tin nữa không, chỉ sợ lúc đấy lại khán giả lại không ủng hộ mình nữa thôi. Ôi không sao, diễn giỏi mà, Trời ơi em ơi. diễn giỏi mà. Wow. Cô bé làm MC luôn 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 Trời nha. ơi, fan này là quá đỉnh. Ủa, em đăng ký thi đại học ngành nào, trường nào vậy? Em dự định sẽ đi quan hệ công chúng của Văn Lang. Wow. Wow, đó làm quan hệ công chúng truyền thông đó, bởi vậy nghe miệng nói chuyện nãy giờ lanh quá chừng luôn. Là làm nghề này, đi học nghề này mai mốt là khả năng gặp chị Yến cao lắm đó nha Vi nha. Em cũng mong được gặp chị lắm chứ. Mình làm rồi vô mình làm cái việc nào mà mai mốt mình làm việc của mình hành lại ngược chị Yến đó em. Em không dám hành đâu. Không em cứ hành đi em ạ. Phải có hành mới có Không duyên sao. gặp nhau chứ đúng không? Ừ. Rồi, vậy là chắc là mình sẽ nói lời tạm biệt tại đây nha Vi nha. Dạ Ừ. Em muốn gửi lời thì gì cho Yến không? em muốn chúc Diễn luôn tràn đầy sức khỏe và niềm vui như hiện tại, thì những sản phẩm âm nhạc của Diễn sẽ được mọi người đón nhận nhiều hơn nữa, và mong là mọi khó khăn thử thách mà Diễn gặp phải trong cuộc đời thì sẽ mau chóng bye bye đi. Oh, trời ơi, đáng yêu, có một lời chúc rất là đáng yêu. Rất thiết thực và đáng yêu luôn. Cảm ơn em rất là nhiều. Nhưng trước mắt này là chị sẽ chúc em là có một kỳ thi tốt nghiệp này, phải đạt được thành tích cao nhất này. Và nhớ là giữ gìn sức khỏe nha. Đó, vì là kỳ thi sắp tới rồi, thế nên là mình sẽ rất là vất vả đó. Và trong cuộc sống mình luôn luôn là mong em có thật là nhiều niềm vui và có thật nhiều may may mắn này và an nhiên. Cảm ơn em rất là nhiều. Em cảm ơn chị Yến ạ. Rồi, chào Chị tạm biệt Yến Phi vui là nha. em vui thôi. Ok, thì chị sẽ cố gắng luôn luôn có nhiều năng lượng tích cực để em luôn vui nha. Vâng ạ. Thôi, Mình nhớ cảm ơn cài em. MV mới nha Vi ơi. Ủa rồi, quên mất, Dạ. nhiệm vụ quan trọng. Là, Rồi. nhớ cài MV cho chị nhớ. Đấy, nãy giờ nói chuyện quên luôn. Chị không cần nhắc em cũng cày Rồi, dễ thương quá. Chào bé Vi. Dạ. Trước khi đến với bạn tiếp theo á, thì không biết ý đồ của ekip là gì, nhưng mà xem cái MV đó mình cứ liên tưởng tới tại vì Kim Thanh là đọc tin thời sự chính trị đồ khá Dạ. nhiều á, mình thấy cái chỗ mà ông xã của Yến ở trong MV Ừ. làm á giống như là ảnh đang đi gọi lừa đảo người ta. Không biết đúng hay không. Đâu có chí mà lựa lừa đảo đâu. Tức là giống như là bị ép á, bị ép vô làm một cái chỗ nó như vậy đó. Tức là mình thấy là hôm nay là báo chí phanh phui rất là nhiều vụ mà cứu được những cái người mà bị vô tình rơi vào những cái bẫy á, rồi bắt vô những cái công ty, một á là làm những cái công việc mà khác với hứa hẹn ban đầu, thứ hai là lại bắt người đó là đi lừa đảo người khác, một ngày phải lừa được bao nhiêu tiền này nọ rồi đó. Rồi mình thấy sao nó giống giống cái kiểu vậy quá. Không, trong MV là chỉ đơn giản là anh này anh đi công tác xa và tức là anh đi làm một nơi xa, còn người vợ thì ở nhà, còn và anh ý đi làm một nơi này thì coi như là bị lừa, anh bị lừa như là Thì đó cũng chủ bị xưởng không trả lương thì đó cũng lừa, đó, cũng một kiểu lừa. chủ xưởng nó không trả lương và bắt làm việc vất vả ngày đêm, thế xong là anh ấy không biết làm, là anh mếu mà anh khóc gọi điện về cho vợ đấy, xong rồi vợ là người đi ứng cứu á, các chị có thể xem đoạn cuối cùng là các bà vợ là xông lên. Thầy chỉ có coi, nhưng mà đại ý là vậy nè, tại vì cái bối cảnh cái chỗ làm việc á nó giống giống mấy cái ở trong cái clip thời sự mình xem á. Thành ra là trí tưởng tượng của mình phong phú mà. Mình tưởng tượng ra tùm lum kịch bản. Vâng, thì trong kịch bản chỉ đơn giản là đi làm và bị lừa À, nói chung là giống như mình thì mình tưởng tượng thêm một bước là bị lừa ở trong cái chỗ đó, rồi đúng xong cái chỗ đó rồi, làm lừa đi, có nghĩa là phải lừa theo lời đúng rồi, lệnh của người khác mà bắt vâng. mình phải đi lừa vậy đó. Trời, tự nhiên mình suy nghĩ kỳ quá. Alo, Thôi cái nói với bạn tiếp theo nè. Alo. 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 Bạn ơi tên gì nè? Dạ, em là Bùi Đức Huy ạ. Em là một bạn fan hay đồng hành với chị Yến tại chương trình ở Hà Nội ạ. Chị biết Huy. Biết hả? Biết ạ. Ồ. Em biết. Vậy là gặp nhau Bạn rồi em. hả? Là bạn Huy là bạn ấy là hay đến xem em ở các chương trình ở Hà Nội. Đó. Nhưng mà chị em gặp nhau bên ngoài trò chuyện này kia chưa?
Dạ ông nghe trò chuyện rồi ạ. Nhiều lần chưa? Dạ. Nhiều lần chưa? Cũng như là vì là cần như là các chương trình ở ở Hà Nội là bạn thì cũng là tới xem á. Huy ơi, Dạ em đây ạ. mình biết rành vậy là mình có nhiều câu hỏi mà nó độc đáo khác với mọi người đúng không Huy? Dạ. Rồi giờ nhường em chặt chém nè. Đầu tiên em muốn hỏi chị là tại sao trong tất cả mối quan hệ trong phân biết của chị có rất nhiều người, tại sao mà chị lại mời Thọ Hoàng vào trong dự án MV Con Cả Thế Giới lần này ạ? Thì bởi vì là em có thể thấy là trong MV là Hậu Hoàng là dancer á. Đó, thì Hậu Hoàng sẽ là vừa là diễn viên và vừa là dancer nhảy cùng với chị luôn. Thì bây giờ trong tất cả những người bạn thân thiết của chị thì có Hậu Hoàng là dancer thôi mà. À và Tô Châu á, đó Tô Châu cũng là cái người mà biên đạo cho cái phần nhảy trong MV này. Em cảm ơn chị. À, em muốn hỏi chị là em được biết dự định nam chính của chị trong thời gian tới thì là liệu rằng chị sẽ có một dự án thật là hoành tráng hay là một live show gì đó không ạ? Chị đã ấp ủ một live show gì đó không ạ? Chị thì vào Nam được nửa năm rồi và em biết đấy thì đương nhiên là cái MV lần này thì chị cũng đã rất là tất tay là đầu tư rất là lớn lớn nhất từ trước đến giờ à, thế nên là bây giờ là để sắp tới mà để làm live show thì khả năng là mình phải có thời gian dài dài để đi làm kinh tế ạ. Để làm kinh tế thì mới có kinh tế để làm live show được. Có Cái thật nên mới là vực được đạo. đúng rồi ạ, cái này là phải nói thực tế ạ. Huy nghe thốn, Huy tội không Huy? Dạ có. Sao Huy có vẻ hiền ha ý nhở? Dạ. Bên ngoài bạn này hiền vậy không? Đấy, bạn bên ngoài bạn ấy cũng nói chuyện như thế này ạ. Huy á, bây giờ ví dụ như với Yến nè, thật ra là Kim Thanh cảm thấy Yến hơi hoàn hảo đó, tại vì chất giọng là xịn Nào. sò quá rồi. Về khả năng thanh nhạc thì không ai nói gì rồi. Rồi những cái khả năng khác ở trong cái chương trình truyền hình thực tế thì mình xem mình cũng đã thấy được rồi, tính cách con người như thế nào mình cũng thấy được hết rồi. Thành ra Kim Thanh đang tự hỏi là với những người như là Huy á, nếu mà có chờ đợi, kỳ vọng hoặc là mong muốn Yến làm một cái điều gì đó thì đó sẽ là cái điều gì? Nếu mà về sự mong muốn của chúng em thì tất cả các bạn fan ngoài này cũng đều mong muốn chị sẽ tổ chức một buổi fan meeting thật là hoành tráng để cho tất cả các bạn fan có thể tham dự, là để các bạn có thể biết được những dự án sắp tới của chị trong một buổi đấy ạ. Ok thì ra cái này thì mình sẽ không làm hứa trước bởi vì là các bạn là thời điểm bây giờ thì đang rất là bận rộn nhiều cái dự án ấy ạ. Vừa ra mắt sản phẩm xong vừa cũng phải cũng như là tính tiếp những cái dự án tiếp vào. Em cũng trong năm nay thì chị cũng đang có rất rất là nhiều cái dự án luôn từ đến cuối năm. Và cũng phải nói là thế nên là và chị lại còn đang ở trong Nam nữa, thế nên là đôi khi là bây giờ cũng rất là muốn tổ chức một cái buổi fan meeting mà cả Nam cả Bắc. Thế nên là mình Mình sẽ làm một cái tour fan meeting đó thì bây giờ phải làm Bắc Trung Nam. đúng không ạ? Rất muốn ạ à, chị ạ à. Một nghệ sĩ nào cũng đều rất muốn có những buổi fan meeting như thế, thế nên là em cũng rất là muốn là để trong một khoảng thời gian bắt đầu làm mình xây dựng một cái sự nghiệp vững vàng đi, xong dần 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 bắt đầu là khi mà kiểu FC của mình bắt đầu là cũng cũng dần dần là các bạn cũng vững vàng luôn theo theo cùng với mình, thì lúc đó mình có một buổi fan meeting thì thật sự là lúc đấy thì cả mình lẫn FC của mình sẽ chia sẻ với nhau được nhiều hơn, bởi vì là cũng đã có thể đồng hành với nhau một thời gian dài này và cũng sẽ có nhiều kỷ niệm với nhau hơn, thì lúc đấy em nghĩ là cái buổi fan meeting nó sẽ có rất là ý nghĩa hơn rất nhiều. Ngoại trừ cái fan meeting đó, mình có mong muốn Yến mà tham gia hay là thực hiện một cái điều gì đó mà mang tính thử thách bản thân không Huy? Dạ sau game show sau nhập ngũ thì em muốn là chị sẽ tham gia nhiều những chương trình truyền thực tế, những chương trình game show để bọn em có thể thấy chị ở trên TV nhiều hơn ạ. Chị cũng rất là muốn nhưng mà kiểu nhiều khi là mình đấy phải nhắc lại một cái điều nữa đó là từ chữ duyên nữa, đôi khi phải có duyên, ví dụ mà nếu mà có những chương trình có thể mình rất là thích nhưng mình chưa có duyên thì mình chưa thể tham gia được, hoặc là đấy đôi khi còn chưa có chương trình là 2 ngày 1 đêm mà đã mời mình một số và cùng mình lại lỡ mất không tham gia được, thế là thôi tốt nhất là cứ mọi thứ cứ để là nếu mà có cái duyên có cơ hội thì và có chương trình phù hợp với mình thì chị sẽ tham gia. Huy ơi,
Thế em nghĩ như thế nào về một cái tour đi đi ăn quán nhậu rồi hát cũng được mà. Đâu cần Dạ. phải chương trình thực Điều này tế nếu mà đâu. điều đấy được xảy ra thì em cảm thấy rất là vui ạ. Đúng rồi, cái tour đó nhiều khi vui hơn á. Dạ. Vui hơn là được đến nhà Đúng không? Giờ được ăn được nghe hát rồi trời ơi, đỉnh quá luôn mà viral khắp mọi miền hết, ai cũng xem á, mà giải stress rất là thoải mái nữa chứ, Đúng đúng không? rồi, và lúc đấy mọi người cảm giác là mỗi khi mọi người xem những cái khi mà mọi người xem như thế thì mọi người cảm thấy là tự nhiên, rất tự nhiên, và nó mọi thứ nó viral một cách là kiểu mình làm cái gì cũng rất là hậu ngẫu hứng, chứ mình không phải cái gì mình set up với chị công nhận không? Mình có một cái clip mà kiểu em được vừa rồi em có viral và hot ấy là hoàn toàn là tự nhiên hết á, nhưng mà ngẫu hứng Nhiều chứ. khi mình tính toán quá nó lại khó thành. Đúng rồi, không không có tính toán gì hết á, mọi thứ cứ để tự nhiên đi, hữu xạ tự nhiên hương. Thì cho nên là thay vì mình làm fan meeting rất là nghiêm túc ở một cái địa điểm nhà hát gì đó thì bây giờ mình tổ chức ở quán ăn kiểu thế đó. Nghe có vẻ hấp dẫn không Huy? Dạ vâng ạ. Trời ơi, bạn này nói gì cũng vâng hết trơn luôn á. Và bạn muốn nói gì không nữa không, không nè? Dạ em chỉ muốn nói là SC Hà Nội mãi mãi yêu chị. Cảm ơn SC Hà Nội rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ chị trong suốt một thời gian qua. Và hy vọng rằng là FC sẽ ngày càng vững mạnh hơn với chị nha. Vâng ạ. Cảm ơn em. Ủa mà Huy đang đi học đi làm Huy? Dạ, hiện tại thì em đang đi làm ạ. Mình làm công việc gì chia sẻ được không? À, hiện tại thì em đang làm cho bên kênh truyền thông ạ. Kênh từ Ồ. thiện nữa ạ. Dạ. Làm về truyền thông mạng xã hội hay là truyền thông kiểu gì hả Huy ha? Dạ, truyền thông về mạng xã hội ạ. Wow, cao Và thủ em có vậy. đang quản lý một fanpage FC Dương Hoàng Yến ạ. Thì cái đó là FC thôi, mình FC Dương Hoàng Yến Hà Nội. chỉ có nhiêu đó thôi, hình như là chưa đủ. Nếu mà mình đã làm vậy thì mình phải làm gì hơn cho Yến nữa chứ hả? Dạ vâng ạ, Thôi sắp chị ạ, tới tức thì là lại thế em ạ. nghĩ mọi thứ là cứ để tự nhiên chị Nhiều ạ. rồi. Tự nhiên tức là đôi khi là đấy nó là cái phần tình cảm á. Chứ chứ nó không phải là bây giờ tức là mình sẽ mọi thứ mình đến với nhau mọi thứ nó rất là tự nhiên và nó là tình cảm, chứ đôi khi là nếu mà cái gì nó quá là ví dụ mà phải làm này cái kia cho mình thì em cảm thấy nó cứ bị nó không phải là cái điều mà em mong muốn, không phải cả các bạn phải làm này kia cho em cả. Không, chị đang gà thôi mà. Thôi chị ạ, à, chị gà thì các bạn lại cảm thấy về sao các bạn phải làm cái gì đấy thôi ạ. Này chị gà thôi, thử ý bạn như thế nào, coi bạn ứng xử coi như thế nào, 10 điểm hoa hậu không nè. Xong Huy sợ luôn rồi hỏi Dạ. Huy. Sao em im lặng làm chị sợ vậy Huy? Em cũng đang hơi run ạ. Thôi run thì tha nha, không 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 đưa bạn vô thấy khó nữa. Rồi chắc là chào tạm biệt Huy nha. Ạ. Em cảm ơn đã tổ chức rất nhiều ạ. Rồi xin được chào tạm biệt bạn và chúng ta đến với một bạn nữa nè. Alo. Ok, để cho kịp chào. Ok, bye bye Alo bạn Dạ ơi. rồi. Rồi bạn tên gì nè? Dạ, xin chào chị Dương Hoàng Yến, xin chào chương trình khách đến chơi nhà. Em tên là Lương Văn Thắng, em đã hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. À, Bình Bình Dương. Dương. Wow. Dương Yến vừa mới diễn ở trong show của Lotto Hương Nam ở Bình Dương cách cách đây Dạ vài đúng rồi. hôm. Là không Hôm là không đó là thì không biết là bạn có đi xem không? Dạ hôm đó em có mặt. Em À, đến xem chị hát. wow, rồi vậy là không nhớ fan rồi. cứng luôn rồi Hôm đó. đó rất là vui, trời ơi Bình Dương đáng yêu lắm luôn ấy, hôm đấy mình về vui mãi luôn, nhớ mãi luôn. Hôm đó em lần đầu tiên gặp mặt chị ở ngoài, em được chụp hình với chị và được bắt tay chị, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Ôi, thế là Yến quên Thế rồi, à? Yến không nhớ rồi, người ta được gặp bên ngoài, người ta chụp hình rồi người ta bắt tay nữa kìa. Hôm Nhưng đó mà chụp hình bắt tay bao nhiêu người? cũng có vài bạn ạ, cũng cũng có vài bạn ạ. Thì ra là em lúc mà bạn không giới thiệu tên thì em cũng Thế là không Thắng rồi, tả miêu tả này, chiều cao, cân nặng, đẹp trai, cỡ nào, sao nè. biết. Chắc bây giờ nhìn lại ảnh thì nhớ chị ạ. Chắc em tối hôm đó em là người chụp hình với chị đầu tiên ạ. Chụp À, chuẩn bị đầu tiên. Em mặc áo đen, biết chị còn Áo nhớ em không? đen. Căng quá. Là có phải là em chụp trong lúc mà chị đang ngồi trong phòng chờ đúng không? Dạ đúng rồi. Xong người ta là chụp là em nhắn chị là chụp mình cùng em đúng không? Dạ đúng rồi. Ok chị nhớ rồi, lúc đó là đang trong phòng chờ và có bạn là chị ơi em có thể chụp ảnh với chị không? Thế là chụp ảnh luôn. Đẹp trai không em?
Dạ. Đẹp trai không? Dễ thương ạ. Ừ, nhưng mà Thắng ở quê ở đâu ha? Dạ em quê ở Gia Lai ạ. Ở Gia Lai. Mà mình vào Bình Dương mình làm việc bao lâu rồi? Dạ em xuống từ năm 2014 ạ. Ồ, vậy cũng lâu rồi, coi như là mình sống luôn ở đó rồi đúng không bạn? Dạ. Ừ. Rồi bây giờ muốn trò chuyện gì với Yến thì mình nói đi nè. Dạ. Thẳng cứ nói đi. Dạ. Tại em lần đầu tiên trò chuyện online ấy, em cũng kiểu là hơi bỡ ngỡ. Không sao, không sao. Ừ. Ai cũng vậy à, mình cũng có lúc như vậy. Dạ. Thôi làm. Thời gian nhập ngũ chị có thể chia sẻ những cái cái mà chị nhớ nhất đấy, kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị trong thời gian nhập ngũ, chị có thể chia sẻ được không? Tham gia sau nhập ngũ chứ không phải nhập ngũ. Đúng rồi, tham gia chương trình truyền thực tế sau nhập ngũ. Hay là mình tham gia chương trình đấy phải nói là mọi người cũng thấy đấy, cũng là một mùa rất 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 thành công. Đúng của rồi. Sau nhập ngũ và đến bây giờ ấy, nếu mà nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất thì chị có rất nhiều kỷ niệm, chị phải nói ở trong chương trình là kỷ niệm rất nhiều kỷ niệm mà chị thấy là đáng nhớ, và nếu mà để nói đáng nhớ nhất thì chắc là khả năng là chị thấy là cái đoạn mà mọi người chắc là xem rồi cũng thấy cái đoạn mà chị đấu boxing với Kỳ Duyên. Chắc mình thấy cảm thấy mình buồn cười nhất ở cái đoạn đó. Còn bình thường mọi người hay nhớ em đến cái đoạn mà em hay kiểu em cái tướng chạy của em ấy. Em nói thật là lúc mà em tham gia chương trình thì em mới biết tướng chạy của em xấu vậy luôn ạ. Nó chạy như một con vịt mà, bây giờ lúc đấy em mới biết nha, còn bình thường không, em có thấy em có ai nói gì đâu. Chị có coi. Vui em. Trời ơi nó vui á, giải stress đúng không Thắng ha? Nhìn dễ thương luôn. Còn chạy bay cả dép, cái thử thách đầu tiên đã bay cả dép rồi. Đấy thì là cái đấy mình nhớ. Và một cái là đấu boxing với Kỳ Duyên. Trời ơi không hiểu vì sao mà lại bốc thăm đúng cô Hoa hậu. Mình thì bé con như này, cô Hoa hậu thì to. Em có biết là Kỳ Duyên là kiểu như là thể dục thể thao, đúng boxing có, ghê lắm không? Còn trước đấy thì em không, trước đấy em không thể thao đâu. Chẳng qua là em thích cái môi trường nhập ngũ nên là em rất là thích đi trải nghiệm. Chứ em còn không kiểu tập thể thao, em không thích đâu. Cho đến lúc vào đấy thì em thấy kiểu Kỳ Duyên thì em thấy xem là các bạn là bạn ấy đã biết boxing rồi. Thế là thôi mình thôi được rồi, lúc đấy là có gì dùng đấy. đối với cả Kỳ Duyên mà trời ơi cười không thể nào mà. Nhiều khi Kỳ Duyên sợ tổn thương em. Em vẫn nhớ mà ngay từ đầu Kỳ Duyên đái một cái em bay luôn. Xong mọi người cười em quá trời luôn. Ừ, mà sao kỳ ta, là ai làm gì em, cố tình để em bắt cái thăm đó không? Không, chẳng ai cố tình nên ngẫu nhiên chị ạ. Mà rất không hiểu sao là em rất hay cặp với cả Kỳ Duyên luôn. Hay chị em rất hay bất cập với nhau để thi đấu. Là về chiều cao là đã căng rồi đúng không? Mà về sức khỏe, thể dục, thể thao, boxing nữa. Đúng rồi. Cô đó là bị chuyên đó nha, đúng ngày rồi. Nào cũng tập đó nha. Đó, ghê lắm. Rồi, gì nữa nè, Thắng nè. Dạ, chắc là kỷ niệm này không bao giờ quên đối với chị đâu đúng không ạ? Đúng rồi, không bao giờ quên luôn. Mà cho Kim Thanh hỏi Thắng chút xíu nè. Tại từ trước giờ là Thắng thấy Yến là ở trên các sản phẩm với trên các chương trình truyền hình chỗ này chỗ kia là chủ yếu, và hôm bữa thì Yến đi diễn ở Bình Dương mới lần đầu tiên gặp mặt thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì mình nêu cảm nhận thiệt đi, ở bên ngoài như thế nào so với trên hình? Dạ chị Yến ở ngoài đời rất là hài hòa, thân thiện. Đặc biệt hát rất là hay ạ. Chị hôm đó chị hát chay, hát rất là hay. Yến hát hay là miễn bàn rồi, cả thế giới phải công nhận rồi em. Nhiều hôm hát chán lắm chị, nhiều hôm người có sức khỏe mà không tốt là hát chán thật. Thật ra chị nghĩ ngay cả cái chuyện mà sức khỏe em không tốt là em hát là chán của em là so với người ta là cũng bị khủng hoảng rồi. Tại vì cái nguồn năng lượng của em với cái khả năng của em hát thì ai cũng biết rồi. Vì nhiều khi là em sẽ làm, em không muốn làm cho mọi người kiểu như là làm cái, ví dụ hôm đấy mình sức khỏe không tốt thì mình bị ốm thì mình không muốn làm cái năng lượng của mình ảnh hưởng đến mọi người. Thế là kiểu gì kiểu lên sân khấu là vẫn cứ cháy hết mình đi. Luôn luôn là lúc nào lên sân khấu em cũng hoàn toàn nghĩ là đây như kiểu là lần cuối lên sân khấu đấy. Nhiều khi là cứ luôn luôn nghĩ như thế, để mình luôn luôn thấy là mình phải hát cháy hết mình để mình đem lại cái năng lượng tích cực cho khán giả vậy thôi. Em chỉ nghĩ đơn giản thôi,
Và đôi khi ở trong thần số học ấy, khi mà em cái linh hồn của em là số 3 ấy, thì em không biết chị có nghiên cứu thần số học không? Có nghe nói thôi chứ không rành lắm. Thì cái linh hồn số 3 ấy, nó là linh hồn là muốn đem lại hạnh phúc cho người khác. Chỉ cần người khác thấy hạnh phúc và vui với những gì em làm thì đó là điểm hạnh phúc của em rồi. Đó. Trời, sao số gì dễ dãi vậy ta? Tới ngày đi phục vụ người ta như vậy đó hả? Đấy, nhưng mà đấy quan trọng là hát cho khán giả, nhưng mà và được khán giả ủng hộ cổ vũ là thế là em vui nguyên ngày luôn à. Đấy, như điều khi có những niềm vui rất nho nhỏ thế thôi chị ạ. Rồi, muốn nói gì nữa không Thắng nè? Dạ. À, thì dự định khi nào sẽ lập gia đình ạ? Ôi trời. Câu hỏi. Mình còn bé lắm bạn ơi. Mình còn bé bé. Mới có 18 cộng à. Còn cộng mấy thì không biết. Trời ơi, còn phải cống hiến cho khán giả nhiều hơn nữa mới đi lấy chồng. Mà ủa, mà tại sao em lại quan tâm tới chuyện cá nhân vậy? Em cảm thấy em nóng ruột giùm Yến hay là sao? Dạ. Tại vì ai xong rồi cũng phải tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc. Đúng rồi ạ, ai ai cũng cần ạ. Ý là em nhìn Yến là em đã thấy đã đến lúc rồi hả Thắng hả? Dạ đúng rồi. chắc vội cho Yến lắm rồi đấy à. Ủa thế bây giờ nếu mà Yến lấy chồng mà Yến phải còn phải dành thời gian nhiều cho gia đình và sẽ có ít thời gian hơn để dành cho sự nghiệp của mình thì Thắng thế nào? Dạ. Lúc đó sẽ không có nhiều thời gian để có thể kiểu như là chuyên toàn tâm toàn ý vào cái sản phẩm âm nhạc của mình ấy, thì lúc đó thì với một khán giả thì mọi người sẽ thích như nào? Em có thích vậy không? Ví dụ như Yến lập gia đình rồi sanh em bé rồi ở nhà chăm sóc này kia không? Ít ra nhạc, ít đi diễn thì giờ em chọn gì? Là vẫn có thời gian để đi lưu diễn ạ. Vẫn có thời gian. Tức là vẫn phải cân bằng cả hai. Thế ý bạn là... Ủa thì đúng rồi, em cân cả thế giới. Ôi dồi ôi, thì chắc... Ủa tại em chứ tại ai? Chắc em phải ước một ngày có 48 tiếng để em là làm được nhiều việc cùng một lúc. Tại đó em ngay từ đầu chương trình em đã nói là em muốn là giỏi việc nước, đảm việc nhà, lo việc xã hội gì em ôm hết rồi. Thì cho nên là bây giờ fan người ta nói là em cân đối được mà bình thường thôi. Cảm thấy tự dưng rồi. Áp lực, bỗng dưng thấy áp lực. Bỗng dưng thấy áp lực, mình ra bài hát để áp lực quá. Thế là đối với những bạn như Thắng là cái việc mà Yến mà lập gia đình thì có ảnh hưởng đến tình cảm của các bạn không? Ví dụ như là Kim Thanh thấy là nhiều bạn ca sĩ nè, không dám yêu, không dám lập gia đình, hoặc là yêu thì cũng giấu giấu, không dám công khai, sợ mất fan đó. Còn với Thắng thì nếu mà Yến lập gia đình thì bạn có bớt thích không? Dạ, vẫn thích ạ. Rồi, cảm ơn Thắng. Yên tâm không ạ? Vâng, yên tâm. Yên tâm là có lập gia đình thì là còn rất là nhiều các bạn ủng hộ mình. Đó. Dạ, chị yên tâm ạ. Chị cứ yên tâm, chị lập đi tại vì chị tới tuổi rồi đó. Là như là Thắng rất là lo cho Yến rồi đấy. Rất là lo lắng là cái tuổi của Yến mà chưa lấy chồng chắc khả năng ế dài hả Thắng? Trời ơi, bạn này rất là thiệt thà luôn. Rồi lần đầu tiên mà có một thính giả mà nói gì xong mà kể như là bạn dạ một cách rất là dễ thương. Mà có thể cái sự dễ thương của bạn là một nhát dao đâm vào trái tim của người ta đó bạn ơi. Thôi không sao ạ, em cũng làm quen rồi bởi vì cũng nhiều người, mọi người cũng hỏi như Thắng á. Và cũng rất là nhiều người đang mong em lấy chồng rồi. Nhiều khi là lấy chồng hay không lấy chồng gì nó không quan trọng bạn ơi. Quan trọng là Yến hạnh phúc như thế nào thôi. Đúng rồi. Đó, bây giờ người ta đang rất hạnh phúc rồi đó. Được không? Dạ, đúng rồi. Trời, gì bạn cũng đúng hết chứ. Chắc là không còn gì để nói nữa đúng không Thắng ha? Dạ, vẫn còn ạ. Ủa còn hả? Vậy bạn hỏi đi, tới tấp đi. Sao bạn nói cứ từng chữ mà nó rời rời. Kim Thanh cũng cuối cùng không biết là bạn có muốn nói nữa hay không nè. Có. Chị em hỏi chị vừa là ca sĩ vừa là giáo viên thanh nhạc. Thì vậy chị có thể chỉ cho em cách để hát hay như chị được không ạ? Tức là bạn này cũng thích hát hả? Thế thì dạ, bạn hãy đi học một khóa thanh nhạc đi. Đó, bởi vì là cái gì cũng thế, bây giờ mình muốn hát hay hơn thì đương nhiên mình phải đi học rồi. Đi học thì mình sẽ học được những cái kỹ thuật thanh nhạc này, rồi mình sẽ biết cách hát làm sao để hát cho cảm xúc đúng nhịp, đúng cao độ. Đó, thì như thế đã là mình hát hay hơn rồi. Dạ. Thắng ơi, nếu mà mình thích hát chắc là thỉnh thoảng mình cũng hát nghêu ngao hát đúng không Thắng? Dạ đúng rồi. Bây giờ bạn hát thử hai câu đi để Yến nhận xét giọng bạn là sao. Hát
các em hát cái bài hát chiếc khăn tiêu của chị. Ok, trời ơi, bài đó khó hát đó nha. Trời. Rất khó, bài khó hát lắm á. Để em hát nha chị. Ok. Rồi, đang chờ nè. Bắt đầu vào này. 2, 1. Nghe con chim cúc cu kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, nhặt trong rừng chiếc khăn phiêu. Chiếc khăn phiêu theo chị Hồng, theo gió cuốn bay về đâu? Chiếc khăn phiêu theo chị Hồng, theo gió cuốn bay về đây, vương trên cây. À chị ơi, tới đây, nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. Thôi này đừng, là em quên rồi chị ạ. Tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, khăn phiêu đây. À ơi, có phải khăn phiêu duyên nhau, tới tôi trời ơi. Tiếng cô vang rừng núi, sao không ai trả lời? Nhắn em theo cùng gió, khăn còn đây đợi người. Rồi em hơi run rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ giám khảo Dương Hoàng Yến hãy nhận xét về thí sinh. Bạn hát là thứ nhất là không bị chạy cao độ này, cũng là chuẩn cao độ này đấy, và cũng là trong cái giọng hát của bạn cũng là có cảm xúc, thế nên là một giọng hát này là có thể đi học thanh nhạc và cải thiện được hát tốt hơn được nha. Mà từ trước giờ là Thắng có đi học đâu chưa? Dạ em chưa, nhưng em đam mê hát từ nhỏ. Người ta nói hay hát hay không bằng hay hát đấy anh. Đấy chị ạ. Thế bạn phép hỏi chút xíu nữa, mình có thể chia sẻ mình bao nhiêu tuổi không? Dạ, năm nay em 27 tuổi ạ. 27. Em sinh năm 96. Trẻ quá. Còn trẻ. Nhưng mà Thắng ơi, mình có một cái đam mê, một cái mong muốn liên quan đến vụ hát ca nó sâu hơn không? Tức là ý là bạn đi học để sau này bạn được đi hát không? Hay là nó mình học cho biết để mình hát cho vui thôi? Dạ em ước mơ hồi nhỏ bé cũng là được là ca sĩ như chị Dương Hoàng Yến ạ. Em học không được giỏi nên là em nghỉ học cái lớp 9 rồi. Phải đi làm nghề khác đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vậy thì bây giờ mục đích của bạn là mình học thanh nhạc này nọ là để làm gì? Học thanh nhạc để có thể hát hay hơn. Ý là hát hay cho mình nghe, hát hay cho vui, đi hát karaoke thôi hay là để mình đi hát nè? Để được đi hát ạ. À? Để được đi hát luôn nha Yến. Yến có lời tư vấn nào sâu sát hơn không? Thì đó, mình cũng có lời khuyên là nếu bạn thích hát ý, bạn đam mê ca hát thì bạn trước mắt bạn đi học một khóa thanh nhạc đi. Đó, để xem là cái khả năng phát triển của mình đến đâu. Thì xong rồi mình mới tính tiếp con đường dài. Còn trước mắt là cứ hát đi và cứ luyện tập hát đi đã, để xem khả năng của mình đến đâu đã. Chứ mình sẽ không nói trước được là mình... Ok, cái ước mơ của bạn là bạn muốn được đi hát. Nhưng mà trên cái chặng đường đấy thì mình phải trau dồi luyện tập thật nhiều. Và có cả một cái quá trình. Thì lúc đó, đến lúc đó thì ước mơ của bạn mới thành hiện thực được. Nhưng mà Yến sẵn đây bạn tư vấn hướng nghiệp cho Thắng luôn đi. Ví dụ như là mỗi giọng hát thôi đủ làm ca sĩ không? Hay là để được làm ca sĩ mà thành công ở mức độ nào đó thì nó cũng phải cần nhiều yếu tố khác nữa không? Đúng rồi, chắc chắn thứ làm ca sĩ thì không ở ngoại trừ giọng hát này, năng khiếu này. Thì còn phải cả quá trình khổ luyện, như là em cũng vừa chia sẻ đấy. Khổ luyện và cộng thêm là một chút may mắn. Đó, vì cũng rất là nhiều bạn mà đam mê ca hát nhưng bởi vì là các bạn ấy sẽ có nhiều lý do để các bạn ấy không thể theo nghề được. Hoặc là cũng có, em cũng biết rất là nhiều mà hát hay hoặc là học sinh của em luôn. Đó, nhưng mà đôi khi là quan trọng nhất là cái đam mê của mình đến đâu. Và các bạn có giữ được cái ngọn lửa đam mê đến khi mà các bạn đạt được ước mơ của mình hay không. Đấy, nó là cả một quá trình nữa. Thế nên là trước mắt là mình... cứ là nếu mà mình muốn, mình thích thì mình hãy đi học đi và mình thử để xem cái khả năng của mình đến đâu đã. Ủa mà Thắng có gia nhập FC của Yến chưa Thắng? Dạ có ạ. Có rồi, giờ vậy nè, đơn giản vậy nè. Trước hết là bạn cứ đi học thanh nhạc đi ha. Khi mà mình biết thanh nhạc rồi thì bây giờ Kim Thanh thấy là thời bây giờ vừa khó mà vừa dễ cho các bạn trẻ đó. Khó là tại vì có quá nhiều người để cạnh tranh, nhưng mà nó dễ là ví dụ như các bạn đam mê hát, các bạn hát hay là
tự các bạn có thể quảng bá giới thiệu cái sản phẩm đúng của mình. Đúng đó. Và nếu mà cái sản phẩm đủ cái sự thu hút là người ta sẽ biết đến mình. Chứ giống như ngày xưa cái thời Yến chập chững đi hát thì cái hành trình nó khó khăn hơn bây giờ nhiều. Khó khăn nhiều lắm chị ạ, vì ngày xưa không có nhiều cuộc thi. Và từ ngày xưa là kiểu ngày xưa hồi em bé bé thì chỉ có những cái cuộc thi như là ca khúc măng non này, hay là những cuộc thi kiểu dành cho học sinh phổ thông hay là cấp hay là kiểu sinh viên thôi. Chứ còn chưa có nhiều những cái cuộc thi mà để tiếp cận. Hoặc là nhất là mạng xã hội. Ngày xưa thì chưa có, mà bây giờ nhá, đôi khi các bạn không cần đi thi, các bạn có thể là tự quay clip hát và các bạn cứ up lên và biết đâu được một clip lại viral thì sao. Đúng rồi đó. Nhiều bạn thật ra là được biết đến là nhờ cứ hát chơi chơi quăng lên đúng Facebook rồi. Hay là YouTube hay TikTok xong cứ cuối cùng là bài được người ta thích luôn á. Kim Thanh biết có một số bạn như vậy đó. Đúng rồi. Kim Thanh có biết một số bạn là bây giờ là khi mà được yêu thích ở một cái mức độ nhất định rồi các bạn được công ty tìm đến để ký hợp đồng, rồi xong các bạn gia nhập công ty, rồi được tiền để đầu tư vào sản phẩm ra mắt chỉnh chu hơn. Nói chung là con đường nào là nó cũng có một cái lối đi cho tất cả mọi người. Quan trọng là cái năng lực của mình ra sao, rồi cái duyên với nghề nó nhiều đúng rồi đó. Duyên cái may mắn đó chị. Rồi chắc được rồi đúng không Thắng? Chắc chắn hết rồi đúng không? Dạ. Chị cho em hỏi phong cách thời trang của chị trong MV lần này vẫn tiếp tục sử dụng những trang phục kiểu dân tộc Tây Nguyên, cải cách tân, thì chị có nghĩ đây sẽ làm cho khán giả cảm thấy bị nhàm chán không ạ? Trang phục trong MV á, là trang phục mà dân tộc Tây Bắc. Kiểu mà làm như vậy thì giống như là nó quen thuộc rồi, mọi người có bị chán không, có sợ vậy không? Bởi vì là trước đến nay Yến cũng đã có cái hình ảnh nào là cô gái Tây Bắc đâu, mà rất là thế nào là đúng cái thời điểm ra gần đây thì lại viral lên bài Chiếc Khăn Piêu. Cũng là mà âm mừng Tây Bắc. Và thế nên là Yến thấy là cái thời điểm này khi mà ra mắt sản phẩm âm nhạc mới là bài Cân Cạn Thế Giới này thì là thời điểm rất thích hợp. Và Yến nghĩ là từ trước nay mọi người luôn luôn là nhìn Yến ở nhiều hình ảnh khác nhau. Và bên thời điểm bây giờ thì Yến đang muốn mọi người thấy, nhìn thấy ở Yến ở những hình ảnh nó mới hơn, mới lạ. Và chính là hình ảnh Tây Bắc là hình ảnh mới lạ này, vì chưa có sản phẩm nào Yến làm mà có hình ảnh Tây Bắc cả. Nhưng mà em thì em thấy làm sao nè? Dạ em vẫn thấy hay. Ôi, em thấy hay là được rồi, quan trọng là fan của Yến thấy hay là được rồi. Trời, vậy bày đặt cũng biết gài nữa chứ. Ghê thiệt, thử thách chứ. Rồi, hết rồi đúng không? Hết câu hỏi rồi đúng không Thắng ha? Dạ. Hết thiệt chưa? Nãy giờ hỏi 2-3 lần câu đó rồi đó. Hết thiệt rồi thì muốn nói gì với Yến? Nói cái nè, mình nói lời chào tạm biệt nè. SC Bình Dương chúc chị sẽ ra nhiều sản phẩm để cho mọi người khán giả cùng xem ạ. Cảm ơn Thắng, cảm ơn FC Bình Dương rất nhiều này. Và chị cũng chúc cho em có thật là nhiều sức khỏe, thành công và thật là nhiều hạnh phúc nha. Và cũng rất là mong có nhiều dịp để quay lại trở lại Bình Dương để được cùng gặp Thắng cũng như là mọi người đấy. Và sẽ hát tặng mọi người nhiều ca khúc hơn. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn em. Rồi. Chào tạm biệt Thắng nè. Thì bây giờ thời lượng cũng đã hết rồi, thì chắc là hỏi Yến một câu nữa thôi. Rồi mình chào tạm biệt mọi người ha. Thì thấy so với những cái sản phẩm trước của Yến thì sản phẩm này mình đặt để tâm tư khá là nhiều. Mình ra mắt hoành tráng hơn và mọi thứ nó cũng nói chung là mình thấy rõ là Yến có một cái sự đặt để nhiều thứ vào sản phẩm lần này. Thế thì không biết là mình có một cái KPI nào cho nó không? KPI ạ chị? Tức là có cái gì ạ? Tức là gọi là cái mục tiêu của mình đó là phải đạt được cái gì, một con số cụ thể về cái gì đó không? Đấy ạ. Phải đạt cái này sao, cái mục đích này, mục đích nọ, mình gạch ra đầu dòng gì đó. Thật ra là ngày xưa thì em sẽ luôn luôn có cái mục đích như thế đấy. Ngày xưa lúc mà kiểu mình còn rất là trẻ và mình làm sao làm như giờ già. Không, bây giờ thì là có kinh nghiệm hơn rồi. Thì mình nghĩ là quan trọng nhất là cái năng lượng mình để lại trong cái tác phẩm mà mình gửi đến khán giả nó như thế nào. Chứ còn em cũng không dám quá, là tức là em có đọc một câu này rất là hay là khi mà bạn càng tham vọng thì cái sự táo bạo càng nhiều. Còn khi bạn kỳ vọng ý, thì tức là khi mà kỳ vọng thì bạn sẽ không bị thất vọng nhiều.
Tức là thế nào? Tức là đôi khi mà mình tham vọng, tức là mình muốn được cống hiến. Ví dụ như em rất là muốn được cống hiến tiếng hát của em này, thì em sẽ, đấy là cái tham vọng của em. Và em sẽ trở nên là em sẽ dám liều lĩnh và táo bạo như đấy. Em dám là đầu tư, sẵn sàng đầu tư và sẵn sàng có như là làm thế nào để chỉnh chu nhất cái sản phẩm của mình để ra mắt đến khán giả. Còn kỳ vọng của em thì em sẽ đặt kỳ vọng của em nó thấp hơn. Tức là em không dám quá là mong là nó sẽ phải ngùng nổ hay là cái kia. Mà em chỉ nghĩ là quan trọng nhất là một ca khúc đó là phải có đời sống và nó có sự lan tỏa. Vậy là được rồi ạ. Thì đôi khi như thế thì mình sẽ có nhiều thành tựu hơn đấy ạ. Nhưng mà cái sản phẩm này là cái sản phẩm phải là xịn sò nhất năm nay không? Hay là chỉ là một cái nền cho những cái sản phẩm sau còn xịn hơn nữa? Đây là sản phẩm xịn nhất năm nay và cũng xịn nhất từ trước đến giờ luôn ạ. Thế thì vậy nè, ra cái thời điểm này là Kim Thanh hơi ngạc nhiên. Tức là sau Tết là Kim Thanh thấy là hồi tháng 2 là có ngày lễ tình nhân, cho nên là mọi người cũng ra nhiều. Nhờ ngày 8 tháng 3 thì cũng có một số sản phẩm, nhưng mà bắt đầu sau 8 tháng 3 trở đi cho tới thời điểm này thì các sản phẩm của mọi người rất là ít luôn. Tại vì tuần nào Kim Thanh cũng bắt buộc phải giới thiệu những cái bài mới của các bạn, thì có những tuần rất là chật vật khó khăn để tìm được những cái bài tốt để giới thiệu. Thì thấy thứ nhất là sản phẩm ra ít nè, cái thứ hai nữa là mọi người kiểu như là bị rén á, là sau mấy năm Covid, tình kinh tế khó khăn nè, chiến tranh ở nước ngoài nè, rồi tình hình kinh tế chính trị đủ thứ của cả thế giới nó cũng hơi bất ổn nữa. Và nó ảnh hưởng đến cái kinh tế của người dân, việc làm của họ, cho nên là mọi người mình thấy có vẻ là các ca sĩ cũng hơi e dè trong cái việc mà chi tiền nhiều để làm một cái sản phẩm nó quá nhiều, họ sẽ kỹ hơn, chắc bóp hơn này kia. Thành ra thấy cái sản phẩm của Yến lần này cũng khá là đầu tư đó. Thì mình cũng không hiểu là thứ nhất là vì sao mình làm quyết chơi lớn như vậy. Cái thứ hai nữa là cái thời điểm mà mọi người cũng đang ngại ngại á, mọi người nói là thường thường là khoảng tháng 7, tháng 8 trở đi để bài nó ăn, rồi xong mình diễn cuối năm là nó đẹp nhất kiểu vậy á. Ở thế này em cũng chia sẻ là bài này thì em đã quay từ tháng 9 năm ngoái rồi. Đó, và cái tầm thời điểm đó là mình thấy là trong một thời điểm dịch Covid thì mình cũng đã có đúng duy nhất một sản phẩm đầu tư là bài Sẽ Anh Đến Đâu Em Theo Đến Đó. Thì rất là lâu rồi, và mình thấy là sau cái thành công của sản phẩm đó thì mình lại tiếp tục tiếp nối. Thì đương nhiên sản phẩm tiếp theo thì mình không thể nào mà mình lại làm nó có sự đầu tư ít hơn được. Quen rồi đúng không? Chơi lớn quen rồi. Nó đang càng lớn thì nó lại càng phải lớn hơn. Tức là như kiểu là mọi người đang luôn luôn là xem MV của mình thấy là rất là đầu tư. MV nào cũng đầu tư. Thì đến bây giờ là mình không hạ chuẩn xuống được. Đây không phải là phải đúng thời điểm chị ạ. Bởi vì là em nghĩ là sau MV này thì em sẽ phải hạ xuống. Bởi vì là bây giờ em lại phải cày tiếp thì mới có tiền làm MV. Nghe thương quá. Thế nên là rất là mong là tất cả những cái gì mà tâm huyết ở trong sản phẩm này là mọi người sẽ cảm nhận và mọi người đón nhận nó một cách rất là tự nhiên. Mọi người thích thì mọi người ủng hộ em. Chỉ mong điều đấy thôi. Và nó là, và em cũng có một phần là em vì sao mà em cũng muốn là đầu tư cho cái sản phẩm này. Vì một phần là em cũng cảm nhận ở cái thời điểm này đang là cái thời điểm mà rất là thuận lợi cho mình. Thuận lợi cho mình về mọi thứ ấy. Tức là trước đây thì nếu mà ai đã theo dõi cái quá trình nghệ thuật của em thì thấy là những năm đầu em rất là vất vả và lận đận. Tức là như kiểu em cứ làm gì nó không thành công chị ạ. Tức là em cũng rất là cố gắng, nhưng mà ngày đấy thì mình lại chưa biết cách để làm, chưa biết truyền thông ra sao, chưa biết làm sao để ví dụ mà mình phải ra sản phẩm, chứ không phải là mình cứ chỉ việc là mình thi xong mình đi hát. Ngày xưa là đúng kiểu là em chỉ tham gia game show xong là em đi hát à. Và em không có nghĩ là đến cái việc làm sản phẩm đâu. Xong mãi về sau này khi mà em nhận ra một điều là em phải làm sản phẩm thì mới có dấu ấn với khán giả, và mới có mới vì mọi người mới biết là mới nhắc đến mình là có bài hát có cái giá trị gì để cho cuộc đời. Thế nên là em thấy là đến thời điểm này thì mọi thứ rất là thuận lợi với em, và trong thần số học cũng là đến là cái năm số 9 của em nữa. Wow, thế là đỉnh rồi, năm số 9 là xuất sắc đó, rồi. Tức là năm đỉnh, và đương nhiên không phải năm đỉnh là cái năm mà mình sẽ tất cả mọi thứ sẽ rực rỡ đâu, phải là một cái quá trình từ trước nay mình đã làm những cái gì và mình phải gieo hạt nhiều ấy chị. Từ năm thứ 9 mà mình cứ gieo hạt nhiều thì mình cũng sẽ được thành quả. Đó, và khi được thành quả thì mình phải gieo hạt tiếp, tức là mình phải tạo phước nhiều á. Đấy thì em chỉ nghĩ đơn giản là nếu mà mình những cái gì mà từ trước đến nay mình đem lại nhiều cái điều tích cực rồi thì chắc chắn đến lúc một thời điểm nào đấy thì mình sẽ được là thuận lợi và may mắn. Thì em nghĩ là đấy chính là cái thời điểm thuận lợi của em. Tức là mọi thứ là em cũng cảm thấy là nó phải đúng thời điểm chị ạ. Chứ nếu mà mình để cho cái cảm giác là thôi cứ ra đi chả biết như thế nào thì không được.
Ngày xưa là sẽ kiểu để kệ là thôi cứ ra, nhưng mà bây giờ mình hiểu là mình phải biết là mình đi đúng cái trường năng lượng của cái năm cá nhân của mình thì mọi thứ của mình sẽ rất là tốt. Bắt đầu tính toán. Đúng rồi. Lên level khác là bắt đầu tính toán khác liền, biết ngay mà. Thôi không sao, vậy nó mới chuyên nghiệp hơn chứ, đúng dạ. không? Thì không biết nói gì hơn là ngoài việc là chúc năm số 9 thật sự thuận lợi, thành công, thì mình cũng đã thấy được một số gương mặt năm số 9, mình cũng thấy họ đã gặt hái được những cái thành công rất là đáng nể rồi. Cho nên là năm nay Yến cũng sẽ vậy nhé. Và có sẽ nhiều cái sản phẩm tốt để gửi thêm cho mọi người, cho các fan của mình, Yến nha. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn chương trình. Vâng, và đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các thính giả trong số phát sóng tiếp theo.